Thưa quý vị, mới đây Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là trong tháng 4 này, hơn 200 cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng sẽ được đánh chuyển đi trồng ở nơi khác, thay vào đó sẽ là những cây bàn lá đỏ. Lý giải cho quyết định này, đại diện Sở Xây dựng cho biết, 260 cây phong lá đỏ được trồng thử nghiệm trên giải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng sinh trưởng phát triển kém. Trong thời gian hơn 2 năm trồng, cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Sở xây dựng Hà Nội thống nhất và đã thống kê 45 cây đã chết, làm ảnh hưởng đến cảnh quan của cả tuyến phố. Sở xây dựng Hà Nội thống nhất đã thống kê và quyết định thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ bằng toàn bộ cây bằng lá đỏ với phương án 2 là trồng đan xen giữa cây bằng lá nhỏ và cây cỏ nhỏ. Sở xây dựng Hà Nội sẽ đề nghị đơn vị đã tài trợ cho thành phố hàng cây phong này từ đánh chuyển đi trồng nơi khác. Nếu họ không thực hiện mà có đề xuất thành phố hỗ trợ thì sẽ giao cho công ty cổ phần công viên cây xanh Hà Nội thực hiện. Việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới trên giải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng sẽ được thực hiện trong tháng 4, hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.